Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video nói về mấy cái men kiếp của mình năm 2021 nha. Bây giờ bắt đầu thôi. Đầu tiên là 2x2. Men kiếp 2x2 của mình là gan 251 em. Mày sẽ rất là tốt nha các bạn. Đây. Màu của nó cũng rất là đẹp nữa. Cái đẹp luôn đó, đó là men 2x2 của mình. Men tiếp theo của mình là làm 3x3, thì men 3x3 của mình là gan 11M Pro nha, cũng là gan hot nhất hiện nay luôn nha các bạn, thì rất là tốt. Nhân trong của nó nhẹ, 500 của nó rất là vừa phải, nó không có quá nặng. Xoay càng rất là đã nữa. Nó mình xài lâu quá nó hết lớp rồi nhưng mình cũng thấy nó rất là, nó còn chơi rất là tốt, chứ nó không hề bị khô hay cứng gì hết trơn á. Nó cũng là chơi rất là tốt. Main 4x4 của mình là YJ MGC 4x4. À, mình thấy con này chơi rất là ngon luôn á. Mình thì cũng không chơi 4x4 nhiều mà nhưng mà mỗi lần chơi là mình thích lấy con này nha. Đây, màu của nó cũng đẹp, rất là đẹp. Tiếp theo là tới, đây là 5x5, đây là Saigon Boy 5x5 nha các bạn. Ngoài xay rất là đã luôn á, nhẹ này rất là đẹp luôn các bạn, xoay nhẹ nó có 500 á các bạn, rất là đẹp. Tiếp theo là tới biến thể nha, mình sẽ để bên đây là các cái biến thể của mình. Cái comment biến thể của mình nha. Đầu tiên là đây. Đây là Wii Megaminx. Màu rất cực kỳ đẹp luôn, mình mua mà mình mở ra mình rất là thích cái màu của nó luôn á. Mình thích nhất của cái con Megaminx này là ở chỗ màu của nó các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đây mình cho các bạn coi nha. Nó rất là đẹp luôn các bạn. Mấy cái màu nó màu nào cũng đẹp hết trơn á. Tiếp theo là skill, thì main skill của mình là gun skill. Gun skill chơi rất là tốt luôn các bạn. Tiếp theo là gan megamin no, à no phải lộn gan pyramin các bạn, là xoay cực kỳ tốt luôn, thấy xoay rất là nhẹ luôn á. Màu của nó cũng rất là đẹp, 500 hết cũng rất là tốt nữa các bạn, cực kỳ nhanh luôn đó. Đa số mấy cái men khiếu của mình là tính từ gan, tại vì mình đánh giá gan là cái hãng tốt nhất trong tất cả những cái hãng Rubik mà mình từng thử đó. Tổng cộng mình có 4 cái men khiếu đến từ gan và 3 men khiếu còn lại thì đến từ 3 hãng khác nhau. Tổng cộng mình xài men khiếu của mình đến từ 4 hãng nha các bạn. Ok, vậy là cũng đây là tất cả những cái men khiếu của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe cho channel của mình, cũng như share video này cho các bạn của các cũng như share video này cho bạn của các bạn để các bạn có thể
coi được video của mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye.